Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn có trong ngày. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng hơn 60 thi thể tại hiện trường vụ lở đất ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Tính đến nay, trong khi đó còn gần 30 nạn nhân vẫn còn mất tích. Cổng thông tin của chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết có 62 thi thể nằm trong danh sách 97 người được báo cáo mất tích đã được tìm thấy, còn lại hơn 30 thi thể khác đang được xác định danh tính. Nhà chức trách thừa nhận rất khó để tính toán số nạn nhân mất tích cụ thể, do nhiều người dân sống và làm việc tại khu công nghiệp xảy ra lở đất là lao động nhập cư nghèo đến từ các tỉnh khác nhau. Họ thường không đăng ký hoặc người thân ở quá xa chưa thể liên lạc. Vụ lở đất kinh hoàng xảy ra vào hôm thứ Tư, khi một núi chất thải bị mưa lớn tác động đổ ụp xuống chôn vùi hơn 30 tòa nhà ở khu công nghiệp thuộc Tân Khu Quang Minh. Hơn 10.600 người và 2.200 máy móc hạng nặng đã tham gia cứu hộ. Tổng cộng hơn 2 triệu mét khối đất được nạo vét để tìm kiếm người sống sót. Văn phòng công tố huyện Bảo An cho biết 11 người liên quan đến thảm họa trên đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ, bao gồm cố vấn pháp lý của công ty phát triển đầu tư X Tường Long, doanh nghiệp quản lý bãi rác thải xây dựng gây ra vụ lở đất, phó tổng giám đốc công ty này và quan sát viên điều phối kho bãi tại hiện trường. Hôm qua, giám đốc văn phòng quản lý đô thị của Tân Khu Quang Minh Từ Nguyên An nhảy lầu tự tử. Theo hãng tin AP, văn phòng quản lý đô thị có liên quan tới quy định về hoạt động của doanh nghiệp và địa điểm xây dựng, nhưng không rõ ông Từ có đang bị điều tra về vụ lở đất hay không. Hồi tháng trước, vụ nổ hóa chất tại thành phố Cảng Thiên Tân, phía Bắc Trung Quốc giết chết gần 200 người, làm dấy lên câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn công nghiệp tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Sau 60 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát của vụ lở đất ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, một thanh niên vẫn sống sót và được cứu ra. Vụ lở đất hôm thứ Sáu trong khu công nghiệp Hằng Thái Dụ khiến hơn 30 tòa nhà sụp đổ và hơn 90 người mất tích. Anh Thiên Trạch Minh được tìm thấy vẫn còn sống vào khoảng 3 giờ 30 phút theo giờ địa phương hôm thứ Hai, bên dưới một tòa nhà sụp đổ và đang được điều trị y tế. Thanh niên 19 tuổi này là công nhân nhập cư đến từ thành phố Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc. Khi được cứu ra, Thiên Trạch Minh nói với nhân viên cứu hộ tên mình và cho hay còn một người khác bị chôn vùi cạnh anh. Tuy nhiên, người này đã thiệt mạng. Theo lời ông Đại Liêm, bác sĩ đã chui vào đống đổ nát kiểm tra, Thiên Trạch Minh đã được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Trương Á Bân, một cảnh sát tham gia cứu hộ kể rằng, các nhân viên cứu hộ đã phải chui vào một căn phòng hẹp và dùng tay nhặt các mảnh vỡ để đến chỗ Thiên. Trước đó, thi thể đầu tiên được tìm thấy hôm thứ Sáu. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã đột kích hai cơ sở của công ty phát triển đầu tư X Tường Long, Thâm Quyến có trách nhiệm quản lý các bãi đổ rác, gây ra vụ lở đất chết người vừa qua. Hồ sơ từ chính quyền cho thấy, công ty không đủ điều kiện để thực hiện công việc tích trữ bùn đất từ các công trình xây dựng địa phương. Thảm họa xảy ra sau khi một ngọn đồi đắp chất thải xây dựng trong 2 năm qua sụp đổ vì mưa lớn. Hàng ngàn người đã tham gia vào công tác cứu hộ tìm kiếm. Khoảng gần 1.000 người đã được sơ tán khi đất đá và mảnh vỡ văng khắp khu vực này, dẫn đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt. Vụ sạt lở xảy ra trên một khu vực rộng lớn khoảng 380.000 m², tương đương với 50 sân bóng đá. Một số khu vực bị phủ bùn cao đến 10 mét. Theo truyền thông địa phương, thảm họa từ bãi chứa có khoảng 1,5 triệu mét khối chất thải nói trên đã được cảnh báo từ đầu năm. Ông Ji Jimin, người dân địa phương, nói, mưa lớn và núi lở là thảm họa tự nhiên nhưng vụ này là thảm họa nhân tạo. Kính thưa quý vị, trang tin Tân Hoa Xã cho biết, tính đến 9 giờ tối qua, 7 thi thể đã được thu hồi từ đống đổ nát ở thị trấn Sơn Dương, thành phố Thượng Lưu. Vụ lở đất đã vùi lấp khu nhà tập thể của công ty khai thác mỏ và 3 ngôi nhà khác vào sáng sớm hôm thứ Tư. 10 người đã thoát ra được mà không cần tới sự giúp đỡ. 4 người khác được nhân viên cứu hộ cứu và đưa tới bệnh viện. Những người mất tích gồm dân làng, công nhân mỏ và thân nhân của họ, và các công nhân xây dựng. Lực lượng cứu hộ cho biết, khối lượng lớn bùn đất, cùng với nguy cơ tiếp tục lở đất, đã cản trở nỗ lực tìm kiếm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, từ Chủ nhật đến thứ Năm vừa qua, một trận lũ lớn xảy ra ở Bắc Giang, tỉnh Quảng Đông, thành phố Chi Giê nằm ở trung lưu Bắc Giang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mực nước lũ cao nhất vượt quá mực nước cảnh báo 10,1 m, lũ lên đến tầng 3 hoặc tầng 4. Sông Bắc Giang là phụ lưu lớn thứ hai của lưu vực Châu Giang, địa hình cao ở phía Bắc và thấp ở phía Nam. Dòng chính của sông Bắc Giang chảy qua Thiều Quan, Chi Giê, Quảng Nguyên, Phật Sơn và Quảng Châu. Bắc Giang thực hiện từng bước phát triển và là một trong những con sông phát triển nhất ở Trung Quốc, có Lạc Dương, Vạn Đầu, Nam Thủy, Mạnh Châu Bá, Tấn Giang, Tấn Linh, Trường Hồ, Cẩm Đàn, Tiểu Khảng, Bạch Thạch Giao và Mông Lý. Nhiều dự án đập hồ chứa, đặc biệt là Phi La Hiệp, dự án đập hồ chứa được gọi là dự án Tam Hiệp ở Bắc Quảng Đông, ở ngã ba Chi Giê và Quảng Nguyên, có thể nâng tiêu chuẩn kiểm soát lũ của hạ lưu Quảng Châu và những nơi khác lên 300 năm một lần. Các công trình đập hồ chứa này được cho là vừa chống lũ, vừa chống hạn. Vào giữa tháng, nhiều hồ chứa như hẻm núi Lạc Giang ở Thiều Quan,
trên thượng nguồn sông Bắc Giang sẽ xả một lượng lớn nước lũ để bảo vệ an toàn cho hồ của thành phố Chi Giê nằm ở trung lưu, gây lũ lụt và chịu tổn thất lớn. Bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt của tỉnh Quảng Đông chỉ ra rằng sẽ không thể tưởng tượng được nếu Quảng Nguyên và Quảng Châu ở hạ lưu hồ chứa Phi Lai Hiệp xả lũ hoàn toàn sẽ tổn thất rất lớn. Rất mong người dân thành phố Chi Giê thông cảm, thành phố sẽ không bị ảnh hưởng. Việc tái định cư của dự án đập hồ chứa Phi Lai Hiệp cũng được xác định theo mức chứa nước thông thường là 24m so với mực nước biển và cư dân của thành phố Chi Giê không được tính là người nhập cư của hồ chứa Phi Lai Hạ. Tuy nhiên, chiều cao tối đa của đập chính của dự án đập hồ chứa Phi Lai Hiệp là 52,3m và độ cao của đỉnh đập là 34,8m so với mực nước biển, cao hơn 10,8m so với mực nước biển, thông thường là 24m. Vậy chiều cao 10,8m này dùng để làm gì? Có phải chỉ để thể hiện sự uy nghiêm của con đập? Sự thật đằng sau nó là mực nước lũ cao của hồ chứa Phi Lai Hiệp là 31,17m so với mực nước biển và mực nước lũ được phê duyệt là 33,17m so với mực nước biển. Khi dự án đập hồ chứa này phát huy lợi ích kiểm soát lũ tối đa, mức trữ nước cao nhất có thể đạt tới độ cao 31,17m, thậm chí 33,17m so với mực nước biển. Vào thời điểm này, thành phố Chi Giê, nơi có mực nước cảnh báo kiểm soát lũ là 26m so với mực nước biển, chắc chắn sẽ bị nước hồ chứa Tao Tào nhấn chìm. Việc xác định tái định cư hồ chứa cần được xác định theo mực nước cao nhất của hồ. Đây mới thực sự là ưu tiên bảo vệ tính mạng và an toàn của người dân. Hơn nữa, mặt hồ không phải là mặt phẳng mà là mặt phẳng nghiêng. Lưu lượng lũ về càng lớn thì ra diện thủy lực càng lớn. Trận lụt ở thành phố Chi Giê vào năm nay là sự trả thù tàn nhẫn của tự nhiên đối với chính sách nhập cư của dự án đập hồ chứa Phi Lai Hiệp. Vào cuối tháng 3, Tập Cận Bình rời Bắc Kinh đến Hồng Kông bằng đường sắt cao tốc để tham dự lễ kỷ niệm 26 năm ngày Hồng Kông được trao trả và thành lập chính phủ mới. Ông trở lại Bắc Kinh vào đầu tháng 4 và đi ngang qua Thiều Quan, Chi Giê và Quảng Nguyên hai lần, nơi vừa bị ngập lụt. Tập Cận Bình hai lần không dám vào vùng lũ Bắc Giang. Vậy Tập Cận Bình sợ gì? Sông Châu Giang, dựa trên dòng chảy trung bình hàng năm là 330 tỷ mét khối, là con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc, chỉ đứng sau sông Dương Tử và gấp khoảng 7 lần so với sông Hoàng Hà. Châu Giang ban đầu chỉ con đường thủy dài 96 km từ Quảng Châu đến cửa biển. Hiện nay nó đã trở thành tên chung của các sông Đông Giang, Bắc Giang, Tây Giang và nhiều con sông ở châu thổ Châu Giang. Sông Châu Giang chảy qua 6 tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây và phần phía Bắc của Việt Nam. Khu vực cốt lõi của lưu vực sông Châu Giang được gọi là khu vực vịnh lớn Quảng Đông Hồng Kông Macau, là một trong những khu vực phát triển kinh tế nhất ở Trung Quốc. Sông Bắc Giang là một trong ba nhánh chính của sông Châu Giang, bắt nguồn từ Giang Tây và Hồ Nam, chảy qua Thiều Quan, Chi Giê, Quảng Nguyên, thông với sông Tây Giang tại Tam Thủy và đổ vào châu thổ Châu Giang. Ngày nay, Thiều Quan và Thanh Viễn là các thành phố cấp quận thuộc thẩm quyền của tỉnh Quảng Đông, trong khi thành phố Chi Giê là thành phố cấp quận thuộc thẩm quyền của thành phố Thanh Viễn. Trong quá khứ, khi Chi Giê vẫn còn là một thành phố, Quảng Nguyên chỉ là một quận, theo quy hoạch của lưu vực sông Châu Giang, chủ yếu dựa vào các đập hồ chứa để kiểm soát lũ lụt và giải quyết các vấn đề cấp nước đô thị. Theo thống kê chưa đầy đủ, có hơn 14.000 dự án hồ chứa và đập trong lưu vực sông Châu Giang. Trong số đó, 3 dự án đập hồ chứa chính kiểm soát lũ lần lượt là Đông Giang, Bắc Giang và Tây Giang. Có dự án đập hồ chứa Tân Phượng Giang trên sông Đông, dự án đập hồ chứa Phi Lai Hiệp trên sông Bắc Giang và dự án đập hồ chứa Đại Đường Hạ trên sông Tây, trước đây là dự án đập hồ chứa Long Tân. Như đã nói, 3 con đập bảo vệ sông Châu Giang, vậy tại sao phải lo lắng về lũ lụt? Bắc Giang thực hiện phát triển theo tầng và là một trong những con sông phát triển nhất ở Trung Quốc. Dự án đập hồ chứa trên núi Lạc Dương nằm ở núi Lạc Dương, Thiều Quan, tại ngã ba của tỉnh Quảng Đông và Hồ Nam, là một dự án kiểm soát lũ trọng điểm ở thượng nguồn sông Bắc Giang ở Quảng Đông. Theo số liệu được công bố, tổng dung tích chứa của hồ là 344 triệu mét khối, dung tích chứa phòng chống lũ là 211 triệu mét khối và dung tích chứa điều tiết là 104 triệu mét khối. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bắt sống Tổng thống Iraq Saddam Hussein, người đàn ông được gọi là một trong những kẻ độc tài tàn bạo nhất thế kỷ 20. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2003, trong chiến dịch Bình Minh Đỏ, có lẽ đã trở thành phi vụ làm nên tên tuổi lẫy lừng của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Lực lượng này không chỉ là một nòng cốt trong các sứ mệnh đặc biệt của Mỹ, mà họ còn là con át chủ bài trong công cuộc kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông.
Đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ Bắc Kinh, thì người Mỹ không còn đơn thuần là gây sức ép trên phương diện chính trị hay kinh tế nữa, mà họ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Là lực lượng tiên phong, thì thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ sử dụng những loại vũ khí đặc biệt nào để đối mặt với quân đội lớn thứ ba thế giới? Nếu chiến tranh thực sự nổ ra, nếu chưa có bất kỳ ai giúp bạn có được câu trả lời cho vấn đề này, thì video ngay sau đây của Tin Mới chắc chắn là dành cho bạn. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là một nhánh của các lực lượng vũ trang Mỹ, là lực lượng nòng cốt sử dụng khả năng cơ động của Hải quân để nhanh chóng di chuyển đến địa bàn giao tranh cùng các nhóm đặc biệt được vũ trang tổng hợp trên bộ, trên biển. Họ đã có mặt trong gần như mọi cuộc xung đột trên thế giới như Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Việt Nam và tham gia vào những cuộc chiến tranh chống khủng bố toàn cầu. Trong hơn một thập kỷ, sau khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan vào năm 2001, họ đã huấn luyện tổ chức hoạt động bộ binh trên bộ và tham gia chiến đấu như các đơn vị chiến đấu lục quân. Nhưng với sự kết thúc các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq, Afghanistan và việc Lầu Năm Góc điều chỉnh chiến lược cạnh tranh siêu cường với Nga và Trung Quốc, thì thủy quân lục chiến Mỹ đã xác định Trung Quốc là mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh trong những năm tới. Hải quân Trung Quốc, từ một lực lượng không có gì đáng nói vào năm 1970, đã trở thành một đối thủ ngang hàng với Hoa Kỳ, ít ra là trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc. Hầu hết các chuyên gia tin rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột giữa hai nước, thì Biển Đông chắc chắn sẽ trở thành nơi xảy ra các cuộc giao tranh vô cùng khốc liệt. Vùng biển này có một số quần đảo, bao gồm quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và một số đảo nhỏ, đảo san hô, bãi cạn. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đòi chủ quyền 90% Biển Đông và thiết lập các căn cứ quân sự tại một số địa điểm quan trọng. Có 7 hòn đảo nhân tạo đã hoàn thành, tất cả đều được quân sự hóa, một số đã có cả sân bay và không ai nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ dừng lại ở đó. Đối với Hoa Kỳ, thì những vùng biển châu Á, trong đó có Biển Đông, giá trị tối quan trọng cần bảo vệ là quyền tự do hàng hải. Bắc Kinh tin chắc rằng, theo thời gian, Mỹ sẽ nhân nhượng thay vì đối đầu, nhưng Washington đã cho thấy rõ ý định khi càng lúc càng tăng số lượng các cuộc tuần tra tự do hàng hải. Trung Quốc đã phản đối các hoạt động của Hoa Kỳ và đôi khi đưa tàu của họ ra thách thức chiến hạm Mỹ. Cho đến nay, hai bên vẫn giữ bình tĩnh và chưa có sự cố lớn nào xảy ra. Thế nhưng, Tin Mới nghĩ rằng cả hai nước đều đang chuẩn bị cho mình các kế hoạch chiến tranh được diễn tập kỹ lưỡng. Trong trường hợp có xung đột thực sự nổ ra trên Biển Đông, nếu chiến tranh nổ ra thì quân lục chiến Mỹ gần như chắc chắn sẽ tiến vào Biển Đông trên các tàu vận tải của Hải quân và chiếm giữ các căn cứ quân sự, tước đoạt cảng và sân bay của Trung Quốc để ngăn chặn họ triển khai sức mạnh của mình. Kích thước nhỏ của các đảo mà Trung Quốc đang chiếm đóng và cải tạo trái phép cũng đã giới hạn quy mô của lực lượng bảo vệ chúng, cũng như quy mô của lực lượng cần thiết để đánh chiếm chúng. Nhưng dù sao, đây cũng là một vùng biển mở, không phải cứ đánh là thắng, cứ đánh là dồn được con chuột vào góc tường. Vậy đứng trước những thách thức này, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có vũ khí, khí tài đặc biệt gì để đối phó với Trung Quốc? Chiến tranh đổ bộ là một trong những hoạt động tác chiến chính của thủy quân lục chiến Mỹ. Nên để có thể bắt đầu cho cuộc chinh phạt đất nước tỷ dân thì họ cần phải vận chuyển quân từ tàu tiến vào những căn cứ quân sự trên đảo của Bắc Kinh và xe bọc thép đổ bộ sẽ là thứ cần phải có để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Họ sở hữu hơn 1.300 phương tiện loại này trong biên chế, chúng đã được sử dụng trong nhiều cuộc chiến. Đáng chú ý nhất là chiến tranh Falkland vào năm 1982. Cách đây 50 năm thì AAV là gương mặt sáng giá nhất được đơn vị này lựa chọn, nhưng nó đã bị xoán ngôi kể từ khi thủy quân lục chiến Mỹ biên chế những chiếc xe chiến đấu lưỡng cư ACV đầu tiên vào hồi tháng 11 năm 2020. ACV sử dụng động cơ 6 xi lanh 690 mã lực, mạnh hơn so với động cơ 400 mã lực của AAV, có thể bơi khoảng 25 km từ tàu vào bờ và đạt tốc độ lên tới 110 km/h trên đường nhựa mà vẫn chạy cực êm. Nó có thể chở 13 lính thủy đánh bộ, tương đương với một tiểu đội và kíp xe 3 thành viên. Theo đánh giá thì ACV sở hữu khả năng bảo vệ binh lính gấp 3 lần so với người tiền nhiệm AAV. Xe có kết cấu ghế ở dạng treo, thân hình chữ V để bảo vệ khỏi các vụ nổ mìn dưới gầm xe, thừa khả năng đương đầu với các mối đe dọa từ hỏa lực trực tiếp và gián tiếp. Không những thế, dáng vẻ vừa cơ động vừa vững chắc này còn giúp cho cuộc tấn công bất ngờ vào các hòn đảo của Trung Quốc thêm phần thuận tiện. Khi ACV còn có khả năng chuyển từ hoạt động trên mặt nước sang mặt đất mà không cần tạm dừng chiến thuật,
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lính thủy quân lục chiến chỉ đổ bộ đường biển hoặc có thể triển khai đội hình bằng cả trực thăng. Mà biến thể mới nhất, mạnh nhất, tải trọng lớn nhất và đắt nhất được lực lượng này sử dụng đó chính là trực thăng CH-53K, 53 Kingsland. So với phiên bản cũ, chiều rộng của cabin CH-53K được tăng hơn 0,3m, khối lượng tăng thêm 15%. Các ghế ngồi được thiết kế mới dành cho 30 người, được lắp đặt trong phần thân chính và có thể tải được 24 thương binh nằm trên cáng. Nó khác với dòng tiền nhiệm CH-53E ở các đặc tính bay, tốc độ tối đa của trực thăng mới được gia tăng từ 280 lên 310 km/h. Điều đặc biệt là nó vừa có thể nâng xe bọc thép, vừa có khả năng tiếp nhiên liệu trong hành trình bay, điều mà ít trực thăng nào trên thế giới có khả năng thực hiện được. Sau khi đổ bộ thành công, mục tiêu lớn nhất của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là đánh chiếm hòn đảo mà Trung Quốc đang nắm giữ càng nhanh càng tốt. Khi ấy, chiến đấu bộ binh sẽ là sự lựa chọn hàng đầu đối với nhiệm vụ này. Để kể tên loại thiết giáp nào là phù hợp trong việc tác chiến trên đảo thì quân đội Mỹ có rất nhiều. Những đứa con cưng được lực lượng thủy quân lục chiến tin dùng nhất trong vòng 40 năm qua thì phải nhắc đến là LAV-25. Nó sử dụng khung gầm bánh hơi 8x8, phát triển từ nền tảng thiết giáp Mohawk Priyanga của Thụy Sĩ, gắn pháo tự động Pulsemaster M242 cỡ nòng 25mm và súng máy cỡ nòng 7,62mm. LAV-25 được thiết kế cho khả năng di chuyển cấp chiến lược và chiến thuật, mang lại lợi thế trong học thuyết tác chiến cơ động. Hình thức được lực lượng này ứng dụng trong thập niên 1980, trong đó Mỹ đề cao khả năng hành quân liên tục chiếm vị trí có lợi trước đối phương thay vì tập trung vào hỏa lực áp đảo. LAV-25 hoàn thành tốt nhiệm vụ này với tốc độ tối đa hơn 100 km/h trên đường nhựa và 10 km/h trên mặt nước. Giáp thủy quân lục chiến có thể linh hoạt tấn công Trung Quốc từ mọi hướng của hòn đảo mà không gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào. Thậm chí phiên bản vũ trang hạng nặng của nó là LAVAT còn được trang bị tháp pháo với hai tên lửa chống tăng TOW. Bên cạnh đó là mẫu LAVM trang bị cối 81mm và LAVAD phòng không với một pháo Gatling 25mm cùng 4 tên lửa Stinger. Khi xem đến đây chắc hẳn là nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu rằng tại sao không phải là xe tăng đảm nhận mũi tiến công chính. Không phải thủy quân lục chiến Mỹ đã được trang bị xe tăng chủ lực M1 Abrams từ 2 sao. Thứ nhất là Bắc Kinh khó có thể đặt xe tăng của họ trên cái đảo này vì tầm hoạt động của nó quá nhỏ. Thứ hai, các bạn cần phải nhớ rằng xu hướng phát triển của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là trở thành lực lượng tinh gọn, có tính cơ động cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh tương lai. Đặc biệt là các hoạt động đổ bộ đánh chiếm đầu cầu và bảo vệ các điểm nóng dọc bờ biển. Năm 2020, đơn vị này đã loại bỏ toàn bộ xe tăng M1 Abrams ra khỏi biên chế của mình để thay vào đó nhận về nhiều loại tên lửa tầm xa phóng từ bệ trên đất liền, có khả năng triệt hạ các tàu chiến cũng như các mục tiêu mặt đất, đồng thời tăng cường vũ khí cùng các máy bay không người lái. Điều này không những thể hiện sự thức thời của giới tinh hoa Mỹ mà còn khiến thế giới nghi ngại về sự cần thiết của xe tăng trong chiến tranh hiện đại. Và nếu bạn cũng đang thắc mắc với tương lai của xe tăng rằng chúng sẽ lụi tàn hay nở rộ trong vòng một thập kỷ tới, thì hãy theo dõi video đã được chia sẻ đường link phía bên dưới. Đừng quên like và nhấn nút đăng ký để ủng hộ tin mới. Quay trở lại nội dung chính, như vậy để đối đầu với Bắc Kinh, Washington đã có những cú lột xác táo bạo dành cho lực lượng thủy quân lục chiến. Nhưng liệu nó có đủ để người Mỹ sẵn sàng cho một cuộc chiến trên đảo với Trung Quốc đại lục hay không, khi nền công nghiệp quốc phòng lớn thứ 3 thế giới lại sở hữu một lực lượng pháo binh vô cùng hùng hậu? Xét về mặt này thì thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cũng không hề kém cạnh. Sau khi được trang bị hệ thống HIMARS vào giữa năm 2000 thì sức mạnh pháo binh của họ đã tăng lên đáng kể. Hệ thống pháo phản lực này có thể được nhanh chóng di chuyển lên đảo thông qua tàu đổ bộ đệm khí LCAC và chỉ sau vài phút lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ có ngay một hỏa thần chống lưng trên chiến trường. HIMARS mang được một container với 6 đoạn rocket cỡ 227 ly hoặc một tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 Aztec. Theo các chuyên gia thì đây là loại vũ khí sát thương cực lớn, chỉ mất 20 giây để phóng 6 quả rocket. Vùng sát thương của hệ thống bao trùm một diện tích rộng 78,5 hectare.
Các bạn cứ thử tưởng tượng xem, nếu là một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị toàn HISMA có thể đồng loạt bắn tới hơn 100 quả đạn trong vòng 20 giây thì đây là một đòn đánh hữu hiệu để cây nát đội hình bộ binh, phá hủy các doanh trại đóng quân, điểm tập kết xe tăng và xe thiết giáp, tiêu diệt trận địa pháo binh cũng như là đánh sập hệ thống hầm hào kiên cố của Trung Quốc. Mặc dù vậy, diễn biến của bất kỳ cuộc chiến nào cũng có thể xảy ra theo nhiều chiều hướng khác nhau, khiến cho những kế hoạch được vạch sẵn có thể đổ bể bất cứ lúc nào. Trong trường hợp các đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ không được hỗ trợ hỏa lực bởi pháo binh hạng nặng và máy bay cường kích AV-8B, Harrier 2 và F-35 chính là vị cứu tinh của họ. Đây không phải là tiêm kích tốt nhất trong biên chế quân đội Mỹ. AV-8B Harrier 2 có thể xuất phát và trở về các tàu tấn công đổ bộ cỡ vừa thay vì đòi hỏi các tàu sân bay hoặc căn cứ không quân quy mô lớn. AV-8B được trang bị một động cơ phản lực Rolls-Royce Pegasus 105 cho vận tốc bay tối đa là 1.085 km/h và có tầm hoạt động 2.200 km. Nó có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 14 tấn nếu cất cánh trên đường bằng và có thể mang theo 6 tấn vũ khí gồm bom và tên lửa các loại. Còn trong gia đình F-35, Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiếp nhận phiên bản F-35B và F-35C. Đặc biệt, tiêm kích F-35C có dự trữ nhiên liệu lên tới gần 9 tấn, lớn nhất trong 3 biến thể F-35 và nhiều hơn 46% so với các máy bay chiến đấu tàng hình khác, tức là nó sẽ có thời gian hoạt động lâu hơn mà không cần phải tiếp nhiên liệu. F-35C có thể mang theo 2 tên lửa không đối không và 2 quả bom GBU-31 trọng lượng 900 kg. Chắc chắn đây sẽ là những con át chủ bài tiêu diệt các máy bay ném bom, máy bay cường kích và tên lửa của Trung Quốc để bảo vệ an toàn các mục tiêu mặt đất và trên biển khỏi các cuộc tấn công của không quân đối phương. Có thể nói AV-8B và F-35 được coi là một trong những nền tảng cơ bản trong chiến dịch đổ bộ của lực lượng này. Và tất nhiên, vũ khí cuối cùng để Thủy quân lục chiến Mỹ chiến thắng Trung Quốc chính là con người. Dù không được tính là vũ khí theo quan niệm truyền thống, quá trình huấn luyện rất khắc nghiệt giúp binh lính trong đơn vị này trở thành những sát thủ đáng gờm. Từ binh nhất cho đến chỉ huy đều phải trải qua giai đoạn huấn luyện bộ binh kéo dài đến 11 tháng, đảm bảo họ có sức chiến đấu cao nhất trong các lực lượng vũ trang Mỹ. Họ sẽ phải sử dụng thuần thục rất nhiều loại vũ khí, đặc biệt là súng. Vũ khí bộ binh tiêu chuẩn của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là súng trường tấn công M4A1, vũ khí đeo bên mình là súng lục M9, hỏa lực bổ sung cho cấp tiểu đội gồm có súng máy M249 SAW và M27 IR và M240 dành cho cấp đại đội. Ngoài ra, họ còn trang bị súng phóng lựu M203 và M32 cho các tiểu đội và súng cối M224 60mm dành cho các đại đội và súng cối M252 81mm cho cấp tiểu đoàn. Súng máy hạng nặng Browning M2 và súng phóng lựu tự động MK194 40mm dành cho bộ binh. Mặc dù chúng thường được đặt trên các chiến xa, hỏa lực chính xác gồm có súng trường bắn tỉa M40 và súng bắn tỉa hạng nặng có khả năng phá vật cản Barrett M107 dành cho các xạ thủ trinh sát bắn tỉa. Trong khi đó, các tay thiện xạ hơn thì sử dụng súng trường được trang bị riêng cho họ có tên là M39MR và SAM-R. Chỉ cần như vậy thôi là mỗi người lính Mỹ cũng đã trở nên đáng sợ trong con mắt của Trung Quốc hơn rất nhiều rồi. Kể từ khi Trung Quốc cố tình bành trướng ở Biển Đông, Mỹ cũng liên tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm gia tăng sức ép quân sự dưới nhiều cách thức khác nhau. Nhưng nếu Bắc Kinh vượt qua làn danh đỏ thì chắc chắn Washington sẽ chẳng ngại ngần gì mà không vượt Bắc Thái Bình Dương để tới nan kênh Trung Quốc. Và trên đây là những loại vũ khí chủ lực mà lực lượng tinh nhuệ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ chắc chắn sẽ sử dụng để tấn công các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc. Nếu như Washington muốn có một cuộc xung đột thực sự trên Biển Đông, thì theo các bạn, họ sẽ phải đối đầu với những loại vũ khí khủng khiếp nào của Bắc Kinh? Truyền thông Mỹ sốc khi Việt Nam lọt top 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới. Trong cuộc khảo sát quy mô toàn cầu vừa qua, Việt Nam được bình chọn là một trong 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới và mang đến cảm giác an toàn cho du khách khi đặt chân đến. Điều này đã khiến cho giới truyền thông Mỹ ngỡ ngàng, bởi có lẽ họ không thể ngờ một quốc gia mà mấy chục năm về trước còn đang chìm trong tăm tối lạc hậu khi còn gươm đao và súng đạn mà nay đã có thể vươn ra phát triển đến thế. Vậy cụ thể như thế nào? Vì sao Việt Nam lọt top những quốc gia thân thiện nhất? Hãy cùng tìm hiểu trong video dưới đây nhé!
Vừa qua, 180 quốc gia đã tham gia cuộc khảo sát của trang World Population Review và Việt Nam đã được bình chọn đứng thứ 9 trong top 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới năm nay. Các chuyên gia cho rằng kết quả xếp hạng này trở thành một trong những yếu tố thuận lợi để khách du lịch năm châu lựa chọn Việt Nam cho chuyến trải nghiệm hậu Covid-19, trở lại một cách bùng nổ, bù đắp cho quãng thời gian bị đại dịch bó chân hơn 2 năm qua. Danh sách 10 quốc gia vùng lãnh thổ thân thiện nhất trên thế giới được bình chọn trong cuộc khảo sát lần lượt là Bồ Đào Nha, Đài Loan, Mexico, Campuchia, Bahrain, Costa Rica, Oman, Colombia, Việt Nam, Canada. Đáng nói là một số điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới như Vương quốc Anh, Pháp và Hoa Kỳ lại không nằm trong số các quốc gia thân thiện trong cuộc khảo sát này, lần lượt xếp thứ 56, 55 và 36. Điều đó cho thấy không phải cứ điểm đến nổi tiếng là được số đông ưa thích lựa chọn. Trong vòng vài năm trở lại đây, thứ hạng trong cuộc khảo sát có sự thay đổi đáng kể vì nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến thái độ của một quốc gia đối với du khách nước ngoài hoặc người nước ngoài. 4 năm trước, Vương quốc Anh là quốc gia thân thiện thứ 19 và hiện đã tụt xuống vị trí thứ 56. Một du khách Bồ Đào Nha khi tham gia khảo sát có giải thích, anh ta cho rằng Brexit là từ ghép của Britain, nước Anh và Brexit sự ra đi xứng đáng chỉ việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Có liên quan đến tình trạng giảm thân thiện ở đất nước này, những quốc gia có thái độ thân thiện với cư dân nước ngoài nhất có tỷ lệ được đánh giá là từ 81% đến 94%. Đây là mức cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 67% của toàn cầu. Ngoại trừ Campuchia, tất cả 10 quốc gia hàng đầu nói trên đều được xếp hạng trong top 15 quốc gia có mức độ hài lòng chung về cuộc sống ở nước ngoài cao nhất. Vậy lý do gì đã khiến Việt Nam lọt vào top 10? Thưa quý vị, theo World Population Review, tâm lý du khách đi du lịch nước ngoài đều rất dễ cảm thấy bị cô lập khi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, gặp gỡ những con người không cùng chung ngôn ngữ ở nền văn hóa mới mẻ, với những phong tục tập quán và thói quen không giống mình. Vì thế, ra nước ngoài sẽ trở nên dễ dàng và thú vị hơn nhiều đối với những người chọn du lịch ở một đất nước thân thiện. Thái độ thân thiện với cái nhìn tích cực về những người xa lạ và những người thuộc các nền văn hóa khác, chủng tộc khác cũng như khoan dung với cả những khác biệt nữa. Chính những điều đó đã giúp Việt Nam lọt top các quốc gia thân thiện nhất thế giới qua bình chọn của 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mặc dù điều này có vẻ như thuộc về kinh nghiệm cá nhân, nhưng cuộc khảo sát của International để đo lường thái độ thân thiện của mỗi quốc gia đối với người nước ngoài, sự dễ dàng kết bạn với người bản địa và những người nước ngoài có khả năng ở lại mãi mãi nơi đến cũng là cơ sở cho ngành du lịch Việt. Các doanh nghiệp có cơ sở xây dựng sản phẩm phù hợp để hấp dẫn khách quốc tế hậu Covid-19, trong khi đó Bồ Đào Nha được chọn là quốc gia thân thiện nhất và cho đón người nước ngoài nhiều nhất trên thế giới. Theo khảo sát, 94% người dân địa phương Bồ Đào Nha có thái độ thân thiện với người nước ngoài và hầu hết đều luôn quan tâm đến du khách. Đáng nói có khoảng 36% người nước ngoài cho biết họ cảm thấy như ở nhà ngay lập tức khi đặt chân đến Bồ Đào Nha. 47% nói rằng họ có thể ở lại Bồ Đào Nha mãi mãi. Bên cạnh đó, có tới 78% người khảo sát cho rằng Costa Rica đứng đầu trong việc có người nước ngoài kết bạn với người dân bản địa. Hơn nữa, 88% người được hỏi cảm thấy hài lòng với cuộc sống mới của họ ở Costa Rica và 81% cảm thấy như ở nhà trong nền văn hóa mới. Đó cũng là lý do tại sao 48% người nước ngoài nói rằng họ có ý định ở lại Costa Rica mãi mãi so với 29% trên toàn cầu. Để nói rõ hơn thì chúng ta hãy nghe những chia sẻ sau đây đến từ một du khách nước ngoài khi nói về Việt Nam trên trang blog của ông. Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên, tôi đã dành khoảng 10 ngày đến cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Điều tôi thấy thú vị nhất về sự đa dạng về mặt văn hóa, điều này thể hiện rõ qua ẩm thực, sinh hoạt đặc trưng ngôn ngữ của vùng miền. Tuy nhiên, khi đến bất cứ nơi đâu, bạn vẫn cảm nhận được sự thân thiện tuyệt vời của người Việt Nam. Có một lần, tôi mua cà phê tại một chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng của Việt Nam. Tôi chọn cà phê rang xay để mang về. Khi ấy, tôi đứng trước kệ hàng bối rối diễn tả mong muốn của mình. Có một khách hàng khác đã tận tình giải thích cho tôi bằng tiếng Anh. Vì tiếng Anh của ông ấy không được tốt nên ông dùng đến cả các phần mềm dịch thuật chỉ để giải thích, để tôi chọn được sản phẩm mình mong muốn. Lần khác, khi đang ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã chọn sai địa điểm khi đặt Grab và tài xế không đến đón tôi đúng địa điểm.
đứng trước một khách sạn, tôi đi vào trong để hỏi lễ tân vì không thể ai ngoài đường để hỏi. Lúc đầu tôi sợ làm phiền vì mình không phải khách của khách sạn. Cô lễ tân đã giải thích là tôi đặt Grab sai địa điểm, cô còn gọi điện để trao đổi, giải thích cho tài xế để họ có thể đến đón tôi. Tôi vô cùng cảm động khi thấy mọi người giúp đỡ tôi như vậy. Vì là người nước ngoài lại không nói được tiếng Việt, lúc đầu tôi lo lắng khi đi du lịch Việt Nam, một mình không có bạn đồng hành. Tuy vậy, nhờ sự giúp đỡ của những người lạ này mà tôi đã trải nghiệm gần như không chút khó khăn. So với nước tôi, Việt Nam rất an toàn, nên tôi đã rất thích thú khi quan sát cuộc sống của người dân trên đường phố và các con hẻm nhỏ. Trong chuyến đi, tôi đã dành rất nhiều thời gian dạo quanh các khu dân cư để hiểu thêm về đất nước, văn hóa và con người. Một trong những địa điểm yêu thích là phố cổ và các làng dân tộc. Theo tôi, đây là một cách tốt nhất để khách du lịch có thể cảm thụ văn hóa của đất nước các bạn. Khó khăn duy nhất tôi gặp phải ở Việt Nam là giao thông. Do Việt Nam không có tàu điện ngầm và thời gian cũng như địa bàn hoạt động của xe buýt hạn chế nên việc đi lại của tôi có chút khó khăn. Như vậy, có thể thấy thân thiện là nét đẹp ngàn đời không chỉ của Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến mà còn của toàn bộ đất nước Việt Nam thân yêu. Với vị thế là trung tâm văn hóa chính trị của cả nước, việc xây dựng một Hà Nội thân thiện để đáp ứng ngày càng cao những yêu cầu về ngoại giao, mời gọi vốn đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch đang là một nhu cầu cấp thiết. Một thủ đô thân thiện cần có những tiêu chí gì và làm thế nào để xây dựng một thủ đô thân thiện? Nhân dịp Hà Nội kỷ niệm 20 năm được trao danh hiệu thành phố vì hòa bình của UNESCO, Hà Nội mới cuối tuần có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về vấn đề này. Trả lời phỏng vấn, ông chia sẻ tiếp rằng: "Tôi cho rằng sự thân thiện, chu đáo mỗi khi khách đến nhà là một nét đẹp văn hóa đã có từ ngàn đời của người Hà Nội, không phải dễ gì mà cả cộng đồng quốc tế và đặc biệt là một tổ chức văn hóa khoa học giáo dục UNESCO công nhận thành phố Hà Nội là thành phố vì hòa bình, nhất là trong bối cảnh vào thời điểm đó tại châu Á chưa có một thành phố nào được công nhận." Để có được điều này, tôi cho rằng sự thân thiện ấy không phải được tạo dựng ngày một ngày hai mà phải được hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử. Có thể nói rằng không có một đất nước nào chịu nhiều đau thương mất mát về chiến tranh nhiều như ở nước ta. Nhưng tư tưởng đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo luôn xuyên suốt trong chiều dài lịch sử và ở thời đại nào cũng được biểu hiện rõ nét. Điều đó nói lên rằng Việt Nam là một dân tộc thân thiện, yêu chuộng hòa bình, luôn mong muốn hòa hiếu, hữu nghị. Sự thân thiện ấy còn được thể hiện trong hoàn cảnh nào người Hà Nội vẫn được nụ cười, dù đó là những chiến đấu hay trong lao động sản xuất. Sự thân thiện ấy còn hiện hữu đến ngày hôm nay trong cách Hà Nội trang hoàng lộng lẫy đón tiếp các chính khách quốc tế. Trong cách người dân áo ra đường chào đón nồng nhiệt mỗi khi có đoàn xe chở các vị khách quý đi qua. Là nụ cười với khách du lịch, là món ăn ngon đậm chất Hà Thành như một sự quảng bá không lời đầy tinh tế. Chính sự thân thiện, cởi mở, gần gũi này mà Hà Nội luôn được đánh giá cao vì sự thân thiện mỗi khi khách đến nhà. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, Hải quân Trung Quốc và Mỹ đang vươn lên để tranh giành ảnh hưởng trong vấn đề biển đảo, nhưng Nhật Bản mới thực sự là nước có lực lượng hải quân mạnh nhất. Chúng ta hãy cùng nhau đem lên bản cân những tàu chiến mạnh nhất thế giới. Tuy số lượng không tương đương nhưng đây là 3 lớp tàu chiến chủ lực trong lực lượng hải quân của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản để xem đâu mới là tàu chiến có sức công phá đỉnh nhất thế giới. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Kongo. Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản viết tắt là MSDF thường lấy hải quân Mỹ làm tiêu chuẩn. MSDF phải đối mặt với nhiệm vụ bảo vệ đất nước khỏi các tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Triều Tiên, được giao sử dụng 4 tàu khu trục tên lửa lớp Kongo. Các tàu này là bản sao của tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Albrecht Bunker, chủ lực của Mỹ. Kongo và 3 chị em của nó, Kirishima, Kyoko và Chokai, mỗi tàu dài 160m và có lượng choán nước đầy đủ là 9.400 tấn. Mỗi chiếc được trang bị 90 ống phóng thẳng đứng, sử dụng tên lửa tương tự tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Mỹ, có thể nạp nhiều loại vũ khí. Lớp Kongo mặc dù nói chung là thiết kế của Mỹ, thiết kế khác biệt bao gồm pháo Otto Merara, động cơ tuabin khí LM-2500 do ISI của Nhật Bản sản xuất, và cảm biến và thiết bị điện tử có nguồn gốc địa phương.
các khu trục hạm lớp Congo được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3. Chỉ cần hai tàu cũng có thể bảo vệ phần lớn diện tích đất nước khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Hai tàu Congo luôn thường trực trên biển để hoàn thành vai trò này. Chiếc đầu tiên mang số hiệu JDS Congo DDG-173 và được Nhật khởi đóng vào tháng 5 năm 1990 và được hạ thủy vào tháng 3 năm 1993. Trong giai đoạn năm 1992 đến năm 1998, chiếc tiếp theo cũng đã lần lượt được phía Nhật đóng mới và đưa vào sử dụng là JDS Kirishima DDG-174, JDS Miyako DDG-175 và JDS Chokai DDG-176. Cả bốn tàu của Nhật đều được đặt theo các tàu chiến lừng danh của Hải quân Đế quốc Nhật Bản từng tham chiến trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Lớp Congo nằm trong số các khu trục lớn nhất từng được JMSDF chế tạo cho tới khi tàu khu trục lớp Atago ra đời. Khác với hàng chục tàu khu trục lớp Alex Booker, hàng trợ của Hải quân Liên bang Mỹ, người Nhật đã trang bị cho bốn tàu khu trục hiện đại nhất của mình những trang thiết bị đa dạng, biến chúng thành các tàu khu trục đa năng đáp ứng nhiều vai trò tác chiến trong mọi hoàn cảnh như tác chiến phòng không AAW, chống ngầm ASW và chống tàu mặt nước ASUW. Ngoài ra, tàu còn có thể tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ thông thường khác như đảm bảo an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu hộ, hộ tống, đổ bộ và vận tải. Tàu khu trục lớp Congo có một vẻ ngoài khá đặc biệt. Phải nói chẳng giống bất kỳ chiếc khu trục nào từng được trang bị cho JMSDF. Nhưng nhờ với vẻ ngoài khác biệt đó, nó có thể qua mặt được bất kỳ hệ thống radar nào trên thế giới. Tuy dựa trên nền tảng thiết kế chính là tàu khu trục lớp Alex Booker, nhưng biến thể của Nhật khác nhiều mẫu cơ sở và về thiết kế bên trong lẫn ngoại hình. Tàu có cột buồm thẳng đứng thay vì hơi nghiêng ra phía sau như tàu khu trục lớp Alex Booker của Mỹ. Cấu trúc thượng tầng của tàu được làm bằng hợp kim nhôm gia cố thêm nhựa thủy tinh để làm giảm khối lượng, đồng thời có cấu trúc dẹp cao và vát hơn so với nguyên mẫu. Ngoài ra, với việc bổ sung thêm nhiều khoang trên phần thượng tầng làm Congo cao hơn so với bản Alex Booker Fly 1. So với mẫu Alex Booker cơ sở, sự bố trí vũ khí trang bị cũng có sự thay đổi. Một khẩu pháo hạm 127mm của công ty Otomelara của Italia đã được lắp thay cho pháo hạm MK-45 của Mỹ. Điểm khác biệt lớn nhất của các tàu thuộc lớp Congo và Atago so với các phiên bản Alex Booker của Mỹ là tàu khu trục Nhật Bản không được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, đáp ứng chủ trương phòng thủ không sử dụng vũ khí tấn công của JMSDF. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc mua tên lửa Tomahawk chính thức toàn diện kho vũ khí cho các chiến hạm mạnh nhất của mình. Congo cũng là một trong những chiếc tàu khu trục có kích thước khổng lồ, dài 161m, rộng 21m, mớ nước 6,2m. Chiều dài của tàu chỉ kém tàu khu trục lớp Cơ Long của Đài Loan 16,7m. Tàu có tải trọng đầy tải tới 9.500 tấn. Tải trọng của tàu đạt gần bằng tải trọng của tàu tuần dương nếu xét theo tiêu chuẩn NATO. Do tải trọng và kích thước quá lớn nên tàu khu trục này không có khả năng hoạt động tác chiến tại các khu vực gần bờ. Để vận hành con tàu cần có đội thủy thủ đoàn khoảng 300 người. Trên các tàu khu trục lớp Congo có không dưới 10 sĩ quan chỉ huy cấp cao điều hành các bộ phận. Tàu khu trục lớp Congo được trang bị hệ thống chỉ huy kiểm soát thông tin, máy tính và tình báo. Hệ thống C4Y bao gồm các hệ thống thông tin vệ tinh AWST-3, IAF, NOAA-1, NORQ-1, một hệ thống chiến đấu Aegis AWS và hệ thống kiểm soát tác chiến chống ngầm OYQ-102 ASWCS. Thứ hai, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Trai-055 của Trung Quốc. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Trai-055 là tàu mới nhất gia nhập Hải quân Trung Quốc, tiếp theo lớp Trai-052. Tàu này lớn hơn và có khả năng hơn bất kỳ tàu nào khác trong Hải quân Trung Quốc và có khả năng với các tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Mỹ. Trai-055 dài 180m, nặng khoảng 10.000 tấn.
Giống như các đối thủ Mỹ, các khu trục hạm TI-055 có thể được coi là vệ sĩ cho hạm đội tàu sân bay non trẻ của Trung Quốc với khả năng đảm nhận vai trò tác chiến chống ngầm và chống hạm khi cần thiết. Một tính năng đưa TI-055 vào danh sách này, tàu có 112 ống phóng thẳng đứng, mỗi ống có thể mang tên lửa hành trình chống hạm YJ-18A và YJ-100, tức là hành trình tấn công mặt đất hoặc tên lửa phòng không tầm xa HQ-9B. Các tàu này cũng mang theo tên lửa không đối không tầm ngắn HHQ-10, tương tự như tên lửa Roaring Abrams RAM của NATO, hệ trong vũ khí tầm gần HPG-11, tương tự như Falkland của Mỹ. Lượng dẫn nước đầy tải của khu trục hạm Nam Sương ước tính từ 10.000 đến 13.000 tấn, theo bài của Diplomat. Tàu TI-055 còn có khả năng bắn tên lửa đạn đạo chống hạm và vận hành hai trực thăng chiến đấu chống ngầm Jet-18 từ boong tàu. Hải quân Trung Quốc nói họ có kế hoạch biên chế cho 3 hạm đội của họ, ít nhất mỗi hạm đội 2 tàu khu trục TI-055 với kích thước của nó. Bộ Quốc phòng Mỹ đã phân loại TI-055 là tàu tuần dương chứ không phải tàu khu trục. Theo một số ước tính, lượng chắn nước của tàu khu trục TI-055 dường như lớn hơn gần 1/3 so với tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Alex Booker của Mỹ. Hải quân Trung Quốc gợi ý rằng các biến thể trong tương lai có thể được trang bị laser hoặc điện tử Raygun. Do thiết kế hiện tại không có động cơ điện tích hợp, nên việc lắp đặt động cơ điện tích hợp sẽ được yêu cầu cho tàu để đáp ứng các yêu cầu về năng lượng trong tương lai. Trung Quốc đã hạm thủy hai chiếc TI-055 cùng lúc vào tháng 7 năm 2017, với tổng số 6 chiếc đang được đóng dưới các mức độ khác nhau. Trung Quốc được cho là muốn có ít nhất 8 chiếc. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích phương Tây, người ta đã ghi nhận một số lỗi thiết kế trên tàu khu trục TI-055, bao gồm cả việc hệ thống radar của nó ở vị trí thấp, có khả năng ảnh hưởng đến phạm vi hiệu quả, và việc sử dụng chất liệu bằng hợp kim nhôm nhẹ ở phần thượng tầng có thể làm giảm khả năng sống sót của TI-055 trong tác chiến. Cuối cùng, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Alex Booker của Mỹ được đặt theo tên vị chỉ huy tàu khu trục nổi tiếng. Tàu khu trục lớp Alex Booker là những tàu chiến có số lượng lớn nhất. Trong nhiều trường hợp, lớp Booker thu nhỏ thành công các cảm biến và vũ khí của tuần dương hạm lớp Ticonderoga và một nền tảng nhỏ hơn. Con tàu đầu tiên trong lớp Alex Booker đã được khởi đóng vào năm 1988, được đưa vào sử dụng từ ngày 4 tháng 7 năm 1991. Với việc ngừng hoạt động của khu trục hạm lớp Squen cuối cùng USS Cushing vào ngày 21 tháng 9 năm 2005, các tàu lớp Alex Booker trở thành tàu khu trục duy nhất của Hải quân Mỹ cho đến khi lớp tàu hộ tống duy nhất của Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu hoạt động vào năm 2016. Lớp tàu này đã được đóng gần như liên tục kể từ đó, với một khoảng dừng ngắn trong những năm 2010. Các con tàu dài 154m, lượng chắn nước 7.900 tấn. Những con tàu cũ nặng hơn, 4 động cơ tua bin khí LM2500 giúp tàu đạt tốc độ hơn 30 hải lý. Các tàu thuộc lớp Alex Booker nằm trong số các khu trục hạm lớn nhất được chế tạo tại Hoa Kỳ. Chỉ các lớp Squen, Creed và Jumwatt là dài hơi. Các tàu lớp Ticonderoga lớn hơn được chế tạo trên các dạng thân tàu lớp Squadron, nhưng được chỉ định là tàu tuần dương do hệ thống vũ khí và nhiệm vụ hoàn toàn khác so với các tàu khu trục lớp Squadron và Kit. Các lớp Alex Booker được thiết kế với hình dạng thân tàu có mặt phẳng lớn, mặt phẳng mới đặc trưng bởi một chiếc cung lửa rộng giúp cải thiện đáng kể khả năng bám biển. Hình thức thân tàu được thiết kế để cho phép đạt tốc độ cao ở các nước biển cao. Trong một nỗ lực để giải quyết các mối quan tâm của Quốc hội về việc nghỉ hưu của tàu chiến lớp Iowa, Hải quân đã bắt đầu một chương trình hiện đại hóa cho Alex Booker nhằm cải thiện hệ thống súng của họ. Mỗi chiếc Alex Booker được trang bị một khẩu pháo hai nòng kép, 96 ống phóng thẳng đứng, radar SPY-1 và hệ thống chiến đấu Aegis, tên lửa chống hạm Harpoon. Bắt đầu từ cuối những năm 1990, các tàu được bổ sung thêm hai nhà máy chứa máy bay trực thăng. Bản sửa đổi thứ 3 Fly-3 sẽ thay thế radar SPY-1 bằng radar SPY-6E và radar phòng thủ tên lửa mới. Giống như một số tàu trong lớp Ticonderoga, một số tàu lớp Booker có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo với sự kết hợp giữa hệ thống Aegis và tên là đánh chặn SM-3. Vào tháng 2 năm 2018, Lockheed Martin đã nhận được hợp đồng cung cấp
hệ thống chiếu tia laser năng lượng cao và tính hợp quang học vào hệ thống giám sát để lắp đặt lên tàu khu trục Alebuker. Tia laser có thể tạo ra 60 năng lượng, 150 công suất, 150 mã lực để làm hóa mắt hoặc phá hủy các tàu nhỏ và máy bay không người lái, và là lần đầu tiên vũ khí laser được đưa lên tàu chiến. Helios được giao vào năm 2020 và tháng 11 năm 2019, USS Dewey đã cài đặt hệ thống Interdictor quang học. Hải quân được cài đặt công khai vào tháng 2 năm 2020. Kể từ đó, một ý tưởng phê duyệt để cài đặt trong 2 năm rưỡi. Odin khác với XN-1LAWS trước đây được gắn trên USS Pulse. Từ năm 2014 đến năm 2017, nó hoạt động như một máy chiếu. Công việc hoạt động đầu tiên của một hệ thống độc lập như vậy là làm mù hoặc phá hủy các cảm biến khoa học tinh vi trên máy bay không người lái thay vì bắn hạ hoàn toàn máy bay. Có 62 tàu khu trục Logbook và 14 chiếc đang được chế tạo hoặc ký hợp đồng. Cho đến nay, đây là lớp tàu chiến mặt nước có số lượng lớn nhất. Hiện nay, Việt Nam đang trở thành một đối tác đáng tin cậy của nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa Việt Nam có thể đa dạng hóa mối quan hệ cũng như nguồn cung cấp vũ khí. Đặc biệt, trong đó có dự án khinh hạm Sigma. Loại tàu này có gì đặc biệt? Sức mạnh của loại khinh hạm này phát như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong video sau đây. Còn nhớ cách đây vài năm, dự án đóng khinh hạm cho Hải quân Việt Nam đã bị dừng ở phút chót do cả hai phía Hà Lan và Việt Nam không chốt được thỏa thuận vì nhiều lý do khác nhau. Việc dự án bị tạm dừng khiến nhiều người tiếc nuối, vì nếu thuận lợi thì đến cuối năm 2022 sẽ có ít nhất 4 chiếc khinh hạm lớp Sigma được đưa vào biên chế. Đặc biệt trong đó có 2 chiếc hoàn toàn được sản xuất bởi bàn tay khối óc của những kỹ sư giỏi và công nhân lành nghề ở nhà máy đóng tàu Sông Thô tại Đà Nẵng. Nhưng thật may mắn, tập đoàn Damen dưới sự ủng hộ của chính phủ Hà Lan đã không từ bỏ. Nhà máy Sông Thô vẫn hy vọng dự án này sẽ sớm được hồi sinh. Cơ hội vẫn còn đó khi mà một lần nữa khinh hạm tên lửa lớp Sigma chính thức xuất hiện một cách trang trọng tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022. Trong gian hàng của tập đoàn Damen ở sân bay Gia Lâm, Hà Nội, phía Hà Lan với đại diện tập đoàn Damen qua sự kiện này phát tín hiệu rất rõ ràng. Chúng tôi đã sẵn sàng, chỉ cần một cái gật đầu của Việt Nam là 3 năm sau chiếc khinh hạm lớp Sigma đầu tiên sẽ được bàn giao cho lực lượng hải quân của các bạn. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt, chưa biết đến bao giờ mới có thể kết thúc, việc cung ứng vật tư sản xuất ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã phải chịu nhiều ảnh hưởng. Do đó, nếu Việt Nam chỉ lệ thuộc vào một quốc gia hoặc một khu vực nào đấy để mua sắm vật tư cũng như thiết bị cho quốc phòng, thì sẽ rất khó khăn cho nhiệm vụ sản xuất quốc phòng cũng như nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc đa dạng hóa, đa phương hóa trong các mối quan hệ, nhất là về lĩnh vực quốc phòng là điều hết sức cần thiết. Vì vậy, Việt Nam muốn đa dạng hóa trong tất cả các nội dung cần hợp tác quan hệ, trong đó có việc mua sắm trang bị vũ khí và vật tư cho công nghiệp quốc phòng. Vì thế, dự án đóng khinh hạm Sigma cho Hải quân hoàn toàn có cơ hội hồi sinh. Bởi chính thức xóa bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam từ lâu, thế nên các đối tác trên thế giới cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho lớp tàu này sẽ không còn rào cản chính thức nữa. Phía bạn đã dám bán thì cần chúng ta gật đầu dám mua mà thôi. Thêm nữa, cơ sở hạ tầng hiện đại theo chuẩn quốc tế và nguồn lực con người của nhà máy đóng tàu Sông Thu vẫn còn đó. Tất cả đã sẵn sàng để bắt tay vào đóng những chiếc khinh hạm tên lửa Sigma made in Việt Nam, thuộc loại rất hiện đại với nhiều vũ khí trang bị mới nhất của phương Tây. Nhà máy đóng tàu Sông Thu đã có quá trình hợp tác lâu dài với Damen, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình đóng mới những con tàu hiện đại để xuất khẩu và cung cấp cho cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam. Khinh hạm Sigma mà tập đoàn Damen mang tới Hà Nội mạnh như thế nào? Damen vẫn chưa bao giờ ngừng nuôi hy vọng sẽ bán được tàu Sigma cho Hải quân Việt Nam. Và tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022 mới đây ở Hà Nội, một lần nữa mô hình lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình này lại được đem tới giới thiệu. Vẫn là mẫu tàu hộ vệ tên lửa Sigma 9814, đặc chế riêng cho Hải quân Việt Nam, với chiều dài toàn bộ 97,91m, với lượng choán nước 2097 tấn. Về vũ khí, diệt hạm Sigma 9814 sẽ được trang bị 8 ống phóng tên lửa MM40 Intercept Block 33 tầm bắn 180 km. Về vũ khí diệt hạm Sigma 9814 sẽ được trang bị 8 ống phóng tên lửa MM40 Intercept tầm bắn 180 km.
phiên bản tàu chiến Sigma mà Việt Nam từng đàm phán để mua của Hà Lan là khinh hạm Sigma 9814. Theo cách đặt tên của phía Hà Lan, phiên bản tàu chiến này sẽ có chiều dài 98m và lườn rộng nhất 14m. Cũng theo nhà sản xuất của phía Hà Lan, tàu Sigma 9814 được xếp loại khinh hạm với độ dặn nước 2.150 tấn, mớ nước tối đa 3,75 mét. Hà Lan từng mang hai thiết kế của tàu Sigma 9814 tới trưng bày ở Hà Nội vào năm 2014. Hệ thống hải pháo của tàu Sigma 9814 cùng với các giếng phóng tên lửa thẳng đứng được bố trí ở khoang trước của tàu. Tàu được trang bị 2x4 ống phóng tên lửa Exocet làm nhiệm vụ chống hạm. Các ống phóng này được bố trí ở phía sau kiến trúc thượng tầng của tầng. Đặc biệt, khoang sau của các tàu Sigma ngoài một sân đỗ trực thăng còn được bố trí sẵn một nhà chứa trực thăng. Bên trên nhà chứa trực thăng là một pháo 20mm Daniel GL2 hoặc Giáp M694. Khu vực đặt 8 ống phóng tên lửa chống hạm Exocet, một loại tên lửa chống hạm phổ biến bậc nhất ở châu Âu hiện nay. Ngoài ra, ở hai bên mạn tàu còn được trang bị 2 cụm phóng ngư lôi, mỗi cụm bao gồm 3 ống phóng ngư lôi cỡ 324mm. Khẩu hải pháo được trang bị trên tàu là Otto Melara 76mm, không có khác biệt quá nhiều so với khẩu pháo 76,2mm, được trang bị trên các tàu hộ vệ hạm Jupat. Phía trước tàu cũng được trang bị một khẩu pháo 20mm. Đây là pháo tự động được điều khiển từ khoang hỏa lực và không cần xạ thủ trực tiếp sử dụng. Phiên bản thứ hai cũng không có mấy khác biệt so với phiên bản kể trên. Điều khác biệt đáng kể duy nhất tới phần nhà chứa trực thăng và hệ thống ngư lôi. Phiên bản thứ hai này đã cắt bỏ bớt đi cụm ngư lôi được đặt bên lườn tàu như ở phiên bản trước. Ngoài ra, khu vực nhà chứa trực thăng cũng không có xuất hiện. Tuy nhiên, thiết kế của Sigma 9814 cho phép ta có thể dễ dàng cải biên được khoang chứa trực thăng này trên tàu. Bên cạnh đó, các loại pháo cũng như mồi bẫy và gây nhiễu điện tử. Đây là những vũ khí tiên tiến nhất của phương Tây mà đối tác cung cấp chính là Pháp và Italia. Phía Hà Lan và đại diện Damen là tổng thầu có trách nhiệm tích hợp và lắp đặt chúng trên các tàu Sigma. Năm 2017, hai chiến hạm tàng hình Hải quân Indonesia thăm Việt Nam. Đây là hai tàu 366 và 367 thuộc lớp tàu hộ tống tàng hình hiện đại của lớp Sigma do tập đoàn Damen Hà Lan thiết kế và thi công. Tàu có chiều dài 90,71m, rộng 13,2m, mớ nước 3,6m và lượng dặn nước toàn tải 1.692 tấn. Được sự đồng ý của chính phủ Việt Nam ngày 18 tháng 10 năm 2017, biên đội tàu hải quân Indonesia gồm hai tàu hộ vệ tên lửa Kristutan Hasanuddin 366 và tàu Kristutan Iskandar Muda 367 do Trung tá Sumaji Bimua, thuyền trưởng tàu 367 làm trưởng đoàn cập cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10 năm 2017. Tham gia lễ đón biên đội tàu hải quân Cộng hòa Indonesia có đại biểu Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ quan thuộc quân chủng hải quân. Chuyến thăm của biên đội tàu hải quân Indonesia nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quân đội nói chung và hải quân hai nước nói riêng, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Indonesia ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chỉ huy hai tàu hải quân Indonesia đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân chủng Hải quân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sĩ quan, thủy thủ hai tàu sẽ đi giao lưu bóng chuyền với học viên trường trung cấp kỹ thuật hải quân, giao lưu với học viên Học viện Hải quân Việt Nam và tham quan một số danh lam thắng cảnh của thành phố. Được biết, hai tàu 366 và 367 thuộc lớp tàu hộ tống tàng hình hiện đại lớp Sigma do tập đoàn Damen Hà Lan thiết kế và thi công. Tàu có chiều dài 90,71m, rộng 13,2m, mớ nước 3,6m và lượng dặn nước toàn tải 1.692 tấn. Nhỏ bé, nhanh nhẹn, hỏa lực mạnh, các lớp tàu hộ vệ Sigma đóng vai trò quan trọng trong lực lượng Hải quân Hà Lan và một số nước trên thế giới. Lớp tàu Sigma với thiết kế modun đem lại sự linh hoạt tối ưu trong thiết kế và giảm chi phí. Các tàu hộ vệ Sigma đều có tính năng chiến đấu và thông tin liên lạc tiên tiến, có thể mang theo một máy bay trực thăng với thủy thủ đoàn 80 người. Nhiệm vụ chính của tàu hộ vệ Sigma bao gồm tuần tra vùng đặc quyền kinh tế EEZ, ngăn chặn các hành vi xâm nhập, tìm kiếm và cứu hộ xa và tác chiến chống tàu ngầm.
Lớp tàu hộp vệ Sigma được đóng theo phương pháp mô đun tiên tiến, nhờ đó các quốc gia có thể tùy ý lựa chọn nhiều cấu hình với kích thước khác nhau, như Morocco đã chọn Sigma 9813 dài 98m, rộng 13m, Indonesia chọn Sigma 9113 dài 90m, rộng 13m. Sigma được lắp đặt hai động cơ diesel công suất 23.000 HP, hệ thống động lực Codet giúp tàu đạt vận tốc tối đa 27,5 hải lý một giờ, vận tốc tuần hành 14 hải lý một giờ, cho phép nó hành trình xa tới 4.800 hải lý. Tàu được thiết kế tàng hình tối ưu với thượng tầng rất thấp, các góc vát làm giảm diện tích phản xạ radar. Hệ thống máy tính thiết kế giảm rung chấn và tiếng ồn triệt để. Hệ thống tên lửa phòng không được sử dụng là loại tên lửa Velomica, biến thể dùng trên hạm của tên lửa không đối không Mika do tập đoàn MBDA của Pháp thiết kế sản xuất. Tàu được trang bị hệ thống chỉ huy kiểm soát Tacticot và hệ thống truyền số liệu chiến thuật Link YMK2. Hệ thống tìm kiếm đo đạc bao gồm radar đối không hải MW08, radar mảng pha điện tử đối không SWAT SMK2, radar điều khiển hỏa lực VROD MK2 và sonar chủ bị động trung tần. Có hệ thống tác chiến điện tử bao gồm hệ thống trinh sát chi viện điện tử cùng với các ống phóng tên lửa thử mồi và tên lửa gây nhiễu. Đối với hệ thống điện tử hàng không, các biến thể Sigma đều được trang bị hệ thống radar giám sát vùng trời. Vùng biển SMART SMK2 theo Thales SMART SMK2 có thể phát hiện máy bay tàng hình ở cự ly 50 km. Hệ thống radar này có hai chế độ hoạt động đều bằng anten, quay tốc độ 13,5 vòng một phút thì có tầm xa tới 200 km, nếu quay tốc độ 27 vòng một phút thì có tầm xa tới 150 km, với tổng số mục tiêu theo dõi là 500 trên không và trên biển. Đạn tên lửa VL-Mika nặng 112 kg, dài 3,1 m, lắp đầu đạn nổ phá nặng 12 kg, trang bị động cơ đẩy nhiên liệu dán Snipy cho phép tiêu diệt mục tiêu 11 km. Tàu được trang bị tên lửa Exocet, tên lửa có khối lượng 670 kg, dài 4,7 m, đường kính 35 mm, khối lượng đầu chiến đấu 165 kg, vận tốc hành trình cận âm 315 m/s, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính trong giai đoạn hành trình và radar chủ động trong giai đoạn cuối. Sau khi được nâng cấp, tên lửa Exocet Block 3 mới có tầm bắn gấp đôi 180 km so với phiên bản Block 2. Cùng với đó, Exocet Block 3 cũng linh hoạt hơn trong việc chọn chế độ bay và quỹ đạo tấn công để nâng cao khả năng đánh trúng mục tiêu. Như ta đã thấy, Indonesia không phải là một nước quá giàu có hay hiện đại, thế nhưng vẫn có thể tự đóng tàu dựa trên công nghệ của hãng Damen. Vậy thì có gì mà người Việt Nam ta không thể đóng các chiến hạm Sigma hay thậm chí là những chiến hạm lớn và hiện đại made in Việt Nam? Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á ATMI thời gian gần đây đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều hình ảnh về quá trình cải tạo và xây dựng đảo của Việt Nam ở Trường Sa. Thông tin này đã được chúng tôi truyền tải đến quý vị và các bạn trong các video trước đây. Tuy nhiên, trong những bức ảnh mà ATMI cung cấp, chúng ta cũng đã thấy một điều thú vị, đó chính là việc Việt Nam đã triển khai tàu nạo vét STD-650 do Tổng Công ty Sông Thu thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam chế tạo. Đây là hình ảnh về quá trình xây dựng tại đảo Nam Yết và con tàu nạo vét xén thổi STD-650 đang thi công. Bên cạnh đó, một tàu nữa đã được điều động đến đảo Phan Vinh để tiến hành hoạt động xây dựng tại đây. Nhờ có hai tàu nạo vét xén thổi công suất lớn này mà quá trình thi công tại hai hòn đảo Tiền Tiêu có tốc độ nhanh chóng đến mức khiến cho các nhà quan sát phải ngạc nhiên. Việc dùng những con tàu nạo vét xén thổi đây cũng là một cái tát vào mặt Trung Quốc, khi báo chí nước này luôn cho rằng chỉ có quốc gia họ mới đủ sức chế tạo những con tàu tương tự như Thiên Kinh chẳng hạn và đầy đủ công nghệ để bồi lấp nhanh chóng các hòn đảo mà họ cho chiếm đóng bất hợp pháp của Việt Nam. Trước đó, vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, Tổng Công ty Sông Thu, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng đã cho tổ chức lễ hạ thủy công trình STD-650. Tàu nạo vét xén thổi STD-650 là tàu công trình hiện đại do tập đoàn Damen thiết kế với sức bền cao, vận hành bền vững ngay cả khi thực hiện các công trình công nghiệp nặng. Tàu được thiết kế bao gồm một pontoon chính, 6 pontoon cạnh và một pontoon vận chuyển hàng, được hàn gắn với nhau bằng các khớp nối điều chỉnh bằng thép chịu lực. Tàu có chiều dài 61,2 m, chiều rộng 10,05 m, tổng khối lượng 544 tấn, công suất 2.970 kW, tương đương 4.040 mã lực. Không như những con tàu khác,
tàu hút xén thổi SCD-650 không có máy chính, chỉ dùng bơm để vận hành hàng hải, thích hợp cho nạo vét các vùng đất có địa chất đáy là cát, đất cát pha, đất bồi như ở Trường Sa. Cụ thể, tàu này có thể nạo vét duy tu, san lấp với độ sâu lên tới âm 18m, trong khi các tàu nạo vét hiện tại của Việt Nam chỉ đạt độ sâu tối đa âm 11m. Nó có thể thi công các công trình cảng biển quốc tế, tiếp nhận tàu có trọng tải lên tới 100.000 tấn từ cảng biển có công suất lớn hiện nay. Con tàu này cũng sẽ giúp tiết kiệm 50-60% thời gian thi công so với các tàu nạo vét hiện hành. Cụ thể, theo thiết kế, tàu có thể nạo vét tối đa 7.000 mét khối trên giờ, trong khi công suất của các tàu nạo vét lớn nhất tại Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 3.000-4.000 mét khối trên giờ. Toàn bộ vật liệu nạo vét được bơm theo ống rắn lên bờ thẳng trong phạm vi 2-3 km. Đặc biệt, tàu có thể nạo vét ở những nền đất rất phức tạp và nhiều tàu tại Việt Nam bó tay trong điều kiện sóng to gió lớn cao nhất tới cấp 5. Có được kết quả này là nhờ ngay trong quá trình đàm phán ký hợp đồng, các chuyên gia của Damen đã sang Việt Nam nghiên cứu địa chất, điều kiện thi công để nghiên cứu thiết kế tàu, lấy khoan cắt cho phù hợp, không phải tàu chiến Gepard 3.9 hay tàu ngầm Kilo 636, mà chính là tàu nạo vét xén thổi Việt Nam, mới chính là loại vũ khí khiến Trung Quốc e ngại nhất khi nói có vai trò quan trọng trong việc xác lập chủ quyền, chỗ đứng chân cho bộ đội Việt Nam tại Trường Sa. Như các bạn đã biết, Việt Nam là quốc gia có quyền quản lý toàn bộ quần đảo Trường Sa. Trên khu vực này có những hòn đảo nổi và có những đảo chìm. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc, các cán bộ chiến sĩ Việt Nam đã tích cực tiến hành các hoạt động mở rộng đảo, triển khai các thiết bị quân sự tại đây. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên hết sức khó khăn, trong thời gian dài từ khi người lính Việt Nam đặt chân lên những hòn đảo đầu tiên, chúng ta đã tích cực triển khai công tác gia cố, mở rộng đảo bằng các biện pháp thủ công, sử dụng sức người là chính. Những chuyến tàu vận tải chở các vật liệu như đá, cát, sỏi, xi măng và các máy móc ra ngoài Trường Sa để tiến hành công tác bồi lấp đảo. Thời gian trôi qua, nước biển rút đi để lại đó những vùng đất liền rộng lớn, cây cối um tùm, nhà cửa, trường học, chùa chiền và các công trình mọc lên trên những hòn đảo xa xôi. Nhìn sang Trung Quốc vào thế kỷ 20, họ đã thực hiện hành vi sử dụng vũ lực chiếm đóng bất hợp pháp các đảo và rạn san hô của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và sử dụng các phương tiện công nghiệp để tiến hành bồi lấp đảo. Để thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng sức mạnh hải quân, đóng các tàu chiến như tàu sân bay, tàu chiến lớn. Không dừng lại ở đó, Trung Quốc còn xây dựng trái phép các căn cứ quân sự trên Biển Đông. Năm 2012, Trung Quốc đã bắt đầu cải tạo với quy mô lớn các thực thể là bãi đá ngầm đang do nước này chiếm đóng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam thành các đảo nhân tạo với diện tích lớn, ngang cấp độ các đảo tự nhiên lớn nhất ở quần đảo Trường Sa bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế. Cụ thể nhất đó là dạng san hô chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ban đầu chỉ là một dạng san hô, nhưng với sự bồi đắp trái phép của Trung Quốc, nó đã trở thành đảo chữ thập với diện tích đất cố định rộng hơn 2.8 km². Bất chấp những quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như sự phản đối của dư luận khu vực và quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục bồi đắp các đảo nhân tạo và công cụ giúp cho Trung Quốc hoàn thành âm mưu này, đó là các tàu hút bùn công rất lớn do Trung Quốc tự chế tạo. Từ năm 2013 đến năm 2015, tàu Skyway hoạt động ở quần đảo Trường Sa trong gần 200 ngày, với khối lượng đào lấp lên tới 10.000 mét khối. Tuy nhiên, việc bồi lấp đảo chữ thập chủ yếu là do tàu của bùn Thiên Kình. Tàu hút bùn Thiên Kình được đưa vào sử dụng từ năm 2009. Đây không chỉ là tàu hút bùn tự hành công suất lớn nhất trên thế giới, mà còn do Trung Quốc tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo. Nên biết rằng trong năm 2006, tàu nạo vét lớn nhất của Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, để phục vụ chiến lược độc chiếm Biển Đông bằng cách bồi lấp các đảo đá ngầm mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép, Trung Quốc đã đầu tư phát triển các loại tàu nạo vét công suất cực lớn. Việt Nam trước đây làm thủ công trong hoạt động xây dựng đảo. Nhưng bây giờ với sự lớn mạnh công nghiệp đóng tàu trong nước, chúng ta đã có thể đóng những chiếc tàu hút bùn như Skyway của Trung Quốc. Nếu được đưa ra Trường Sa, đây sẽ là con át chủ bài trong việc mở rộng đảo để triển khai các thiết bị quân sự và quân đội ở đây. Bởi vì mỗi mét đất Việt Nam mở rộng ở Trường Sa sẽ thêm một mét trở ngại cho âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
Thời gian gần đây, báo Trung Quốc liên tục đưa ra những bài viết tố cáo Việt Nam tiến hành mở rộng đảo ở Trường Sa, mới nhất là ba đảo Phan Vinh, Nam Yết và Đá Núi Ly. Không phải tự nhiên mà truyền thông Trung Quốc lại la ó như vậy, trong bối cảnh họ đang bị Liên minh quân sự Hoa Kỳ đang tiến hành bao vây ở mọi nơi. Về vấn đề Đài Loan luôn là cơn đau đầu chưa dứt của Trung Quốc, thì tại Biển Đông, Việt Nam liên tiếp có những động thái mạnh dạn hơn khi tiến hành tập trận, tích cực xây dựng đảo. Cho nên, không phải là tàu chiến Zipat cũng chẳng phải là tàu ngầm Kilo, công nghiệp quốc phòng Việt Nam có thể đóng được những tàu hút cát công suất lớn mới là vấn đề đáng lưu tâm cho Trung Quốc. Nếu được áp dụng công nghệ hiện đại này và nâng cấp đảo, thì trong tương lai chúng ta có thể biến một trong số các đảo ở Trường Sa thành thứ gọi là tàu sân bay không thể chìm, an ngữ ngay dưới Biển Đông, tuyến đường vận chuyển huyết mạch quốc tế. Chưa dừng lại ở đó, nếu có quy mô lớn như vậy chắc chắn sẽ là đối trọng của Trung Quốc với các đảo như Gạc Ma, Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn mà Bắc Kinh đang chiếm đóng trái phép. Ngoài ra, việc nâng cấp đảo ở Trường Sa thành một căn cứ quân sự với đường băng dài 3.000m, bến cảng nước sâu, chúng ta có thể tiếp nhận chiến đấu cơ Su-30, máy bay vận tải C-295 và cho các tàu chiến hiện đại như Zhipat 3.9. Hai tàu ngầm Kilo có thể cập cảng mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, với diện tích rộng, quân đội Việt Nam có thể dễ dàng triển khai các loại vũ khí có uy lực cao. Ngoài các loại rocket phóng loạt như Astra, Ikra, thì có thể triển khai cả tên lửa đào tạo Scud đặt ngay trước mũi của Trung Quốc. Cho nên, trong thời gian tới, hoạt động mở rộng đảo của Việt Nam có thể diễn ra mạnh mẽ hơn. Nhiều đảo sẽ được nâng cấp bất chấp lời lẽ tuyên truyền thù địch về chủ quyền vô căn cứ của báo chí Trung Quốc. Các bạn thân mến, trên đây là video của Tin Mới nói về tàu CSD-650 do Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất dựa trên thiết kế chuyển giao công nghệ từ Damen, Hà Lan. Trong tương lai, đây chắc chắn sẽ là vũ khí chủ lực của quân đội Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.